nay thứ hai đầu tuần, anh em sàn chúc các bạn một tuần mới đầy năng lượng vui vẻ. Và hôm nay anh em sàn Tứ Nguyên quay một video nói về một cục đá Thạch Anh Hồng nặng 160 kg, to nhất bằng đá Thạch Hồng của tự nhiên, sẽ mang năng lượng cho các cô các bác một tuần mới đầy năng lượng vui vẻ. Đây là một quậy Thạch Hồng khá là hiếm, to và nặng, cao khoảng 60 cm, nặng 160 kg, rất là hiếm, được anh em mà trẻ làm đôi và mài nửa, còn một bên vẫn còn nguyên lớp vỏ như thế này, khá là nhẵn. Bề nhẵn này được viên cuội này lăn lóc ở những bao mòn bằng thiên nhiên hàng nghìn triệu năm nên rất là nhẵn các bạn này, rất là nhẵn. Một để có một viên cuội to như thế này là cực hiếm, là rất là hiếm. Với có một viên cuội khá là to, quá là hiếm, chỉ có những cô, những các cô các bác am hiểu về đá thì mới hiểu được rằng cục này là hiếm. Màu hồng đỏ tươi, đỏ tươi các bạn này. Đây là hồng Việt Nam mình nên có màu hồng đỏ, không phớt hồng như những đá của nước ngoài, Brazil hay đá qua xử lý. Có những vết phèn nứt của thiên nhiên, của không gian thiên nhiên. Các bạn sờ vào rất là mát, một năng lượng truyền. Cục này thích hợp để ở phòng khách, những ngôi nhà biệt thự VIP. Viên đá này sẽ truyền năng lượng cho ngôi nhà của các cô các bác toàn bộ, làm cho ngôi nhà của mình càng ngày càng năng lượng, sinh khí. Màu hồng rất khá là hiếm các bạn, một viên hồng, viên hồng khá đẹp. Vân rất đặc biệt, một tạo hóa của thiên nhiên. Trời đá làm cho con người mình thanh cao và sang trọng, tâm mình sẽ an lành và tĩnh tâm và mang năng lượng thiên nhiên về nhà, thiên nhiên về nhà rất đẹp. Ngôi nhà mà không có một cục đá thì không được sẽ gọi là sang, không được phải sang. Chúc cô bác tuần mới đầy năng lượng vui vẻ. Có dịp mời cô bác ghé thăm anh em sàn Tứ Nguyên. Anh em sàn Tứ Nguyên nằm ngay thành phố Giang, Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km. Anh em sàn Tứ Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.